Nối tiếp series những pha xử lý tấu hài của các thủ môn trên thế giới ở phần 1, chúng ta tiếp tục cười đau bụng với những tình huống có 1-0-2 đến từ vị trí của những người gác đền ấy ngay sau đây. 3. Mắc lỗi đẻ trứng gà. Trong trận đấu gặp U21 Romania tại vòng bảng U21 châu Âu 2019, thủ thành Dean Henderson đã mắc sai lầm ngớ ngẩn khi bắt cuộc bóng giúp đối phương có được bàn thắng. Cú sút của cầu thủ đối phương đi không hiểm và lực cũng rất nhẹ, nhưng mà thủ thành Dean Henderson lại tỏ ra lóng ngóng khi để bóng lọt qua hai chân đi vào lưới. Một thủ thành chuyên nghiệp như David De Gea cũng không tránh khỏi sai lầm này. Tình huống diễn ra ở phút 20 trận tứ kết lượt về giữa Barca với MU trên sân vận động Camp Nou hồi 2019. Lionel Messi có pha cứa lòng bằng chân phải, bóng đi nhẹ và không hiểm, nhưng David De Gea lại mắc sai lầm khó tin khi để bóng lọt qua tay và đi vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0 cho Barca. Tại World Cup 2018 vừa qua, De Gea cũng đã mắc sai lầm tương tự sau cú dứt điểm của Cristiano Ronaldo. Giống với Messi, CR7 tung ra cú sút đưa bóng đi gần với vị trí của De Gea, nhưng mà thủ thành này lại không thể bắt dính và để bóng lăn vào lưới. Thủ thành Ethan Hovart của đội tuyển Mỹ cũng đã từng có pha đẻ trứng siêu hài hước khiến cho đội nhà nhận bàn thua trong trận giao hữu gặp Bồ Đào Nha. Chính chủ mà xem lại tình huống này thì chắc không biết phải giấu mặt vào đâu. Có những pha bóng mà không ai nghĩ bóng sẽ vào lưới, nhưng mà một cái bóng đã nằm gọn trong khung thành. Và đây là tình huống như thế, ngay cả tác giả của bàn thắng ấy cũng phải bất ngờ. Thủ môn Andriy Gorbunov chính là người góp phần đem đến cho khán giả bóng đá tình huống hài hước ấy. Cụ thể, sau pha phá bóng bất cẩn của hàng thủ đội bóng áo trắng, bóng đã tìm tới vị trí của Forsberg và cầu thủ này đã ngay lập tức tung ra cú dứt điểm một chạm. Pha dứt điểm quá nhanh và không trúng tâm bóng nên đã khiến trái bóng đi khá hời hợt. Trong khi tiền vệ mang áo số 10 của đội chủ nhà còn đang chán nản với cú sút của chính mình thì bất ngờ bàn thắng đã tới. Thủ thành Andriy Gorbunov với pha cúi người ôm bóng đã vô tình để trái bóng lọt qua háng rồi từ từ lăn vào lưới trong sự thất vọng của các đồng đội. Thêm một thủ môn nhập hội gà đẻ trứng nữa và cái tên là Son Bum-keun, một thủ môn người Hàn. Tình huống diễn ra ở phút 89 khi U23 Hàn Quốc gặp Pháp đang hòa nhau 1-1 trong trận giao hữu được tổ chức tại thủ đô Seoul hồi năm 2021. Cầu thủ đối phương đi bóng rồi dứt điểm chìm từ ngoài vòng cấm, không quá khó, nhưng mà thủ môn Son Bum-keun đã mắc sai lầm sơ đẳng. Anh để bóng lọt qua tay và qua khe giữa hai chân rồi lăn vào lưới đội chủ nhà. 4. Truyền cho đối thủ ghi bàn. Thủ môn Badra Ali Sangare đã mắc sai lầm khó tin ở phút 90+3, tạo cơ hội cho Sierra Leone ghi bàn gỡ hòa 2-2 trước bờ biển Nga ở cúp các quốc gia châu Phi CAN 2012. Cụ thể, trong một tình huống hoàn toàn vô hại, thủ môn Badra Ali Sangare lại có pha biểu diễn bắt bóng rồi nhào lộn trước khi để bóng tuột khỏi tay, tạo cơ hội cho Cohen Kerr cướp bóng rồi truyền cho Camara sút bóng vào lưới trống ghi bàn. Sau tình huống sai lầm kỳ dị này, thủ môn Badra Ali Sangare đã tỏ ra đau đớn và xin được thay ra khỏi sân. Nhưng theo nhận định của các tờ báo châu Âu, có lẽ do cảm thấy xấu hổ vì sai lầm nên Badra đã giả vờ chấn thương để bào chữa. Thủ thành Christos Mandas của câu lạc bộ Atromitos cũng đã từng cho đội bạn ghi bàn trong một tình huống không nguy hiểm. Tuy nhiên, Mandas lại có pha xử lý lóng ngóng khi đá hụt bóng, giúp Oliveira cướp được rồi xử lý nhẹ nhàng để vượt qua Mandas dứt điểm vào lưới trống. Có thể nói những pha mắc lỗi ngớ ngẩn như thế này từ thủ môn chuyên nghiệp đến nghiệp dư lan túc cầu không đếm xuể. Cùng xem thêm một số tình huống hài hước ấy. 5. Vụng về phản lưới nhà. Thủ thành Martin Dubravka của tuyển Slovakia đã chắc chắn sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc phản lưới nhà ngớ ngẩn trong trận thua Tây Ban Nha 0-5 hồi tháng 6 năm 2021. Pha bóng diễn ra ở phút 30 khi Sarabia Tây Ban Nha cướp được bóng rồi sút dội xà ngang, bóng bay thẳng đứng. Dubravka chuẩn bị sẵn sàng cho một cú bật nhảy để cứu thua, nhưng anh đã phán đoán sai cực kỳ tai hại và tự đập bóng vào lưới nhà. Thủ môn câu lạc bộ Rapid Oranjem tại Maroc đã đen đuổi hơn. Anh còn bị điều tra có bán độ hay không sau khi có pha phản lưới nhà vô cùng khó hiểu hồi tháng 2 năm 2022. Và đây chúng ta hãy cùng xem lại tình huống ấy. Trong bóng đá không gì là không thể. Trong trận Port FC thua Ratchaburi 2-3 tại vòng 26 Thái League 2022 đã xuất hiện một pha phản lưới nhà hy hữu và tác giả của pha bóng ấy là thủ môn Kaquin Thamsachanan. Pha xử lý lỗi của Kaquin khi mà nhận đường truyền về từ đồng đội đã đưa trái bóng xoáy thẳng vào lưới Port FC và biếu không bàn mở tỷ số cho đối thủ. Thủ môn người Trung Quốc Li Panhe cũng đã có một pha đốt lưới nhà khó đỡ nhất trong năm. Anh đưa tay đón hụt khiến cho quả bóng rơi trúng chân đi luôn vào lưới trong trận Guangzhou FC thảm bại 0-5 trước Johor DT ở AFC Champions League 2022.
Tiếp tục là một pha đá phản lưới một cách khó tin khác, từ pha ném biên về khá đơn giản của đồng đội, nhưng mà thủ môn Mikael Rocce trước sức ép không quá lớn của một tiền đạo đối phương đã luống cuống đến mức đá phản lưới nhà ở một góc không tưởng ở sát đường biên ngang. Thêm một pha phản lưới nhà và lần này phải gọi là siêu phẩm của siêu phẩm vì thủ môn lên đến tận giữa sân để đá bóng về khung thành của mình. Sáu, chơi bóng chuyền trên sân. Thủ môn Jeremy Frick đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp cho tình huống lao ra khỏi vòng cấm, dùng hai tay đập bóng y hệt như một vận động viên bóng chuyền ở trận Sevester hòa Young Boys 1-1 ngày 2 tháng 7 năm 2020 tại giải vô địch Thụy Sĩ. Thủ thành Serkan Kirintili của câu lạc bộ Konyaspor Thổ Nhĩ Kỳ cũng có một tình huống gây cười tương tự. Chắc là ước mơ làm vận động viên bóng chuyền nhưng mà bố mẹ bắt chơi bóng đá đây mà. Không chỉ là những thủ môn nghiệp dư, thủ môn chuyên nghiệp như Alisson cũng từng mắc sai lầm ngớ ngẩn như vậy trong trận đấu giữa Liverpool và Brighton tại ngoại hạng Anh. Sergio Romero cũng là một thủ môn từng mắc sai lầm như thế. Cùng xem lại tình huống, thủ môn này khiến cho đội nhà phải lâm vào cảnh chơi thiếu người. Cũng là chơi bóng bằng tay ngoài vòng cấm, nhưng mà anh chàng thủ môn này lại may mắn thoát thẻ đỏ. Thủ môn người Mỹ Joe Quillis đã nhảy lên và dùng tay cản bóng, dù đang ở khu vực giữa sân chứ không phải trong vòng cấm. Dĩ nhiên là trọng tài chính Drew Fisher đã không bỏ qua lỗi này. Điều khiến cho nhiều cổ động viên bất ngờ lại là việc ông chỉ rút ra thẻ vàng cảnh cáo Quillis thay vì thẻ đỏ vì lỗi cố tình dùng tay chơi bóng. Vừa rồi là những thủ môn độc lạ với những kiểu bắt bóng khiến người hâm mộ ngao ngán. Đừng quên đăng ký kênh để xem tiếp những video thể thao hay nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.